Ủa cái ông ghi gì mà không có mấy em nào ngồi sao là cũng không được. Nó gì á? Nó ngồi sao á, ông mới dựng vàng ông chạy. Dạ, buồn lắm chứ bộ. Nhớ nha, nhớ kiếm nha. Dạ. Ráng kiếm em ngồi ở sau để cho chạy nhõm đít lên chứ. Đó là đó là. À, nó là như vậy đó. Hiểu ý liền ha. Đó. Nhớ nha, nhớ kiếm em. Lên ngồi thì kỳ quá. Dạ. Thì hôm nay là đi gặp bằng nghĩa mọi người ạ. Bằng nghĩa đó là fan cứng của Sơn Tùng MTP nhá. À, bạn nghĩ đó là đi hồi xưa đi lính chung với mình đó. Thì bạn hôm nay bạn ấy có rủ mình đi uống cà phê. Thì đi thôi. Bạn ấy nói là ngày này đi ra ngoài kia bạn ấy tới cái gì kẹo gà cho mà không biết như thế nào đây. Let's go nhá, chuẩn bị let's go. Chào mọi người đi con. Đóng cửa nha anh Cường. Ở đây để lấy chìa khóa chập nữa chạy về. Lên trên này rồi nên mình sẽ không có về. Thì ngày nay rảnh thì đi gặp mấy đứa bạn đi lính cùng á, đi lính hồi xưa cùng á, giờ đi gặp nó. Bình xăng đó, nó đầy bình xăng đó, lỡ ngày mai còn đi bảo dưỡng xe đó chứ lại tốn tiền mọi người ạ. Một trăm rưỡi đi. Một trăm rưỡi. Cái xe này nó uống xăng ghê quá.
chạy được 15 cây, 14 cây lít mình chứ sao nữa. Tất nhiên là mình tiền dư giả rồi. Nhiều khi có người muốn mà không được. Xăng nó càng ngày càng lên mà. Một cái ông ghi gì mà không có mấy em nào ngồi sau là cũng không được. Nó gì á, nó ngồi sao á, ông mới dựng vàng không chạy. Dạ, buồn lắm chứ bộ. Nhớ kiếm nha. Dạ, ráng kiếm em ngồi ở sau để cho chạy nhõm đít lên chứ. Đó, nó là như vậy đó. Hiểu ý liền hả? Nhớ kiếm em. Sao lên ngồi thì kỳ quá. Dạ. Sao để mấy đàn ông ngồi lên được. Ông mà ngồi lên được má nó cứng. Nó cứng kẹt chết luôn á. Ok, gửi vị trí đi. Qua đình 9. Dạ. À,
la la. Dạ dạ. Biên Hòa. Đồ má đợi bạn lâu vãi kích. Mày đứng bên cái cây kia chạy vòng ngược lại đây này. Đây 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 đây, đây, đây. Thấy không? Đây 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 lên đâu. Má thằng chó. Ủa bên này hả? Ở đâu? Bên này đi, qua bên này nè. Ây da, da, da. Chỗ nào đi dắt đi. Thế là lộ. À, cũng được. Hai. Trong kia hả? Chạy lấy kia đó, chạy lấy kia luôn. Má, fan tao hôm nay đổ má về quê hết rồi, không thôi má. Đi tour, được đi tour rồi. Đồ má chạy đi chạy với liên quan mày. Ủa hồi nãy mày làm ở đâu? Cái quán sáng đúng không?
cái quán sáng đúng không? Thì mày cái quán nằm bên phải gì đúng không? Để tao lấy cái cam ra. Tao mất cam tiền không á? Mà đang tính chạy lên chở Huy xuống nè. Huy nào? Huy chính hai á. Hả? Huy lớp chính hai á. Tao mà chọc lóc hả? Đâu hói hói hả? Không. Huy chính hai. Huy nào đó? Kệ, nó không có xe, nó đang ở Vũ Long. Đồ má Vũ Long xa thế mẹ. Vô là gì? Fan cứng của Sơn Tùng FTM. Hello mọi người nha. Hôm nay bạn Nghĩa bạn kêu để đi ra ngoài đây và chọc gái để cho mẹ cho mình quay. Đấy. Bạn quay qua mấy nhỏ. Bây giờ bạn muốn kiếm ai? Đấy, cứ nói đó. Bạn muốn nói gì đi? Rồi mình bắt đầu chuyển qua vlog rồi bạn đi nè. Được.
đi uống cà phê và bạn chả nói được cái gì hết, ngại. Và bạn fan cứng của Sơn Tùng MTP chả có thấy cái gì hết mẹ. Thôi chắc mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ và nhớ đăng ký và ủng hộ kênh giúp mình với nhé. Thank you mọi người.